Cho các bạn thì giáo sư Ngô Bảo Châu, một trong những niềm tự hào của kiến thức Việt Nam, cũng đã có những cuộc trò chuyện với các bạn sinh viên, học sinh về những phương pháp học tập, và một sự kiện được người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên quan tâm, đó là việc giáo sư đến thăm và giao lưu cùng với các sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này. Và đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện cầu nối đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình lần thứ tư tại Đông Nam Á. Chuỗi sự kiện có sự tham gia của các diễn giả đoạt giải Nobel trong lĩnh vực kinh tế, vật lý, hóa học và y học, và tạo điều kiện tăng cường đối thoại, thông tin liên lạc giữa các nền văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo trong khu vực Đông Nam Á và giữa các nước, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Chiều hôm qua thì giáo sư Ngô Bảo Châu đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về phương pháp học tập trong thời đại mới, những băn khoăn trên con đường khám phá tri thức, những đức tính cần có để chinh phục đỉnh cao khoa học của các bạn sinh viên đã được giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ và giải đáp một cách cởi mở và chân tình. Việc gặp gỡ với thần tượng toán học đã tạo niềm hứng khởi cho các bạn sinh viên đưa ra những thắc mắc bấy lâu nay trong việc học. Làm thế nào để khơi dậy niềm đam mê đã đánh mất? Hay làm thế nào để khai thác hiệu quả những tri thức từ Internet? Giáo sư đã khẳng định không ai có thể say mê mãi với một điều nào đó. Việc học cũng thế. Chính vì thế mà để học tốt, cần thêm tập thể cũng như là kỷ luật. Vì tập thể, vì kỷ luật, dù có thể chán, nhưng người ta vẫn phải học. Và rồi đến một lúc nào đó, niềm đam mê sẽ quay trở lại. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng khẳng định đi tìm cái mới là một hành trình cô đơn và cần có sự quả cảm. Quả thật là như vậy, chúng ta thấy là không chỉ trong học tập mà trong cuộc sống, bao giờ hành trình đi tìm cái mới cũng đòi hỏi những người trẻ phải dám nghĩ, dám làm, phải dám vượt qua chính mình. Và những kinh nghiệm từ chính hành trình đeo đuổi khoa học của giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ là những bài học có giá trị đối với những người trẻ đang nuôi dưỡng niềm đam mê, chinh phục những đỉnh cao khoa học mới. Và cùng với những hoạt động này thì giáo sư Ngô Bảo Châu một lần nữa khẳng định là mình chính là một thần tượng toán học, một thần tượng về tri thức để giúp cho các bạn trẻ có thể noi theo, cũng như là giáo sư Ngô Bảo Châu có thể tạo nên thêm niềm động lực cho tất cả các bạn trẻ đang trên con đường học vấn.